Thưa quý vị, trên màn hình mà quý vị đang thấy đây là 4 bản phán quyết của hai cấp tòa án dân sự và tòa hình sự tại Genova và Napoli, Italia. Các phán quyết này khẳng định là toàn bộ các container hạt điều nghi bị lừa đảo tại Italia đã được trả lại quyền sở hữu cho các doanh nghiệp Việt Nam. Và đến thời điểm này thì có thể khẳng định là các doanh nghiệp Việt toàn thắng trong vụ lừa tranh chấp thương mại 74 container hạt điều bán sang châu Âu. Trong tổng số 74 container xuất khẩu sang Italia, ngay sau khi các doanh nghiệp phát hiện các dấu hiệu bất thường, 39 container còn bộ chứng từ gốc đã được đưa về Việt Nam, hoặc là bán luôn cho các nước khác, hoặc bán vào thị trường Italia. 35 container mất bộ chứng từ gốc. Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và luật sư, đến ngày 16 tháng 6, Cảnh sát Kinh tế Tài chính Napoli và Cảnh sát Quân đội Cảng Geneva, Italia đã ra quyết định trả 2 container cuối cùng cho doanh nghiệp Việt. Như vậy, cho đến nay, toàn bộ các container hạt điều đều đã được trả lại quyền sở hữu cho các doanh nghiệp Việt. Chúng tôi khẳng định đây là một chiến thắng vô tiền khoáng hậu trong thời gian rất ngắn là 3 tháng. Thường những vụ việc như thế này sẽ mất từ 1 đến 3 năm. Tòa án đã tuyên hủy vô hiệu toàn bộ 35 bộ chứng từ của doanh nghiệp Việt Nam đã bị đánh cháo mất. Như vậy, bất kỳ ai đang có 35 bộ chứng từ này cũng không có quyền tranh chấp lấy hàng với các doanh nghiệp Việt Nam. Các hãng tàu phải trả lại hàng ngay cho các doanh nghiệp Việt Nam mà không được phép yêu cầu đặt cọc. Cũng theo luật sư David De Galasso, mấu chốt trong vụ việc này là kẻ xấu lợi dụng thời điểm hàng tồn kho nhiều do dịch bệnh và lễ Tết của Việt Nam, mua nhiều hàng cùng một lúc của nhiều doanh nghiệp. Các doanh nghiệp bán hàng tin tưởng hoàn toàn vào môi giới, bỏ qua bước đánh giá tín nhiệm của người mua, ký kết hợp đồng theo mẫu có sẵn của người mua hoặc của bên môi giới. Thường các hợp đồng kiểu này đã được cài cắm rất nhiều điều khoản có lợi cho người mua hoặc môi giới. Bất lợi sẽ nằm hoàn toàn về phía người bán. Trong khi đó, điều khoản thanh toán nhờ bên thứ ba thu hộ qua nhiều cấp lòng vòng. Sơ hở này đã để cho kẻ xấu đánh cháo, chiếm dụng, chứng từ gốc, chiếm quyền kiểm soát lô hàng. Dù đã lấy lại được quyền kiểm soát toàn bộ công hàng, nhưng tổn thất đối với các doanh nghiệp Việt là rất lớn khi phải chi trả chi phí lưu kho, bãi, bảo quản hàng hóa, phí thuê luật sư, cước tàu biển chuyển hàng từ Italia đi các nơi. Theo Thương vụ Việt Nam tại Italia, đây sẽ là một bài học lớn cho các nhà xuất khẩu. Cần phải tìm hiểu kỹ thông tin của đối tác trước khi thực hiện giao dịch thương mại quốc tế. Cho nên nhiều doanh nghiệp chúng ta chỉ cần kiểm tra sơ qua ở trên mạng Internet như là Google, là chúng ta vào bản đồ, chúng ta sẽ biết được cái địa chỉ đó là nằm ở đâu. Rồi chúng ta xem 3D thì chúng ta biết cái tòa nhà đấy như thế nào. Trong khi nhiều doanh nghiệp họ đăng ký thì địa chỉ ở cái nơi đồng không mông quạnh, là chúng ta sẽ giật mình và biết ngay đấy là doanh nghiệp ma rồi. Qua sự việc trên, luật sư khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa cần lựa chọn phương thức thanh toán an toàn, tìm hiểu kỹ đối tác nhập khẩu, đồng thời nên chủ động trong việc thuê tàu vận chuyển, nghĩa là xuất khẩu theo hình thức điều kiện CNF hoặc CIF. Bởi lẽ chúng ta chủ động thuê tàu là đã có quyền kiểm soát chứng từ gốc và hàng hóa tốt hơn.